kể về thăm Huế một chiều mưa bay bay, rồi anh đi biển biển để Huế nhớ Huế buồn, để Huế héo. Bỏ dòng sông thương nhớ bờ, sao lỡ đành xa về, đành lòng quên sao anh. Dòng sông con đò nhỏ vẫn nhắc nhở tới người, vẫn tiếng người tháng. Cụm từ khó hiểu. Thưa tiến sĩ Đỗ Anh Vũ, thính giả Nguyễn Văn Bình ở Hà Nam thấy. Và cụm từ này thì sử dụng trong những trường hợp nào? Thế là ở trong đất nước Việt Nam này có rất nhiều gia đình như thế. Ví dụ như là gia đình sử dụng thân ở âm 40 độ C, tốc độ xạ của pin. Ngày hè, ngày nào tôi cũng đi bộ từ nhà ra cửa Nam, đón nghe cảnh biển ngay bờ hồ, tức là Hồ Gươm, rồi lại đi ngược về chỉ vì thích đi tàu điện. Sau này, đường chùa hướng xa xanh, yên oanh đi trời hội. Bằng lời nói, bằng ngôn ngữ, bằng hành động, đấy là một cái sự trọn vẹn hài hòa. Nông sản xuất khẩu tăng mạnh, nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu cũng luôn. Quá đẹp. Cảm ơn bác khách Sài Gòn đã ủng hộ em